Chương trình Cơ thể bạn nói gì rất vui khi được quay trở lại với quý vị khán giả. Và chủ đề của cuộc trò chuyện ngày hôm nay là chủ quan với viêm đại tràng có thể biến chứng ung thư. Thưa quý vị, viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích là hai bệnh lý thường gặp ở đường tiêu hóa. Theo thống kê của Bộ Y tế thì có đến 20% dân số Việt Nam mắc bệnh. Với đặc điểm là dễ tái phát, khó điều trị dứt điểm và kéo dài dai dẳng, hai bệnh lý này được ví như là án chung thân, khiến người bệnh rơi vào tình trạng mệt mỏi, sức khỏe suy kiệt dần. Và không chỉ vậy, với cái tâm lý chủ quan trong quá trình điều trị, chỉ điều trị khi mà có triệu chứng hoặc là tâm lý buông xuôi trước bệnh tật, khiến người bệnh gặp phải những hậu quả vô cùng khôn lường và nguy hiểm nhất chính là ung thư đại tràng. Bởi vậy ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay chuyên gia của chương trình để giải đáp hai câu hỏi mà rất nhiều người bệnh quan tâm. Đó là đâu sẽ là cái phương pháp điều trị hiệu quả của viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích, cũng như làm thế nào để chúng ta có thể phòng ngừa được ung thư đại tràng. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ với chuyên gia tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Bình. Xin chào MC, xin kính chào khán giả truyền hình. Và một vị khách mời cũng rất quan tâm đến chủ đề ngày hôm nay, xin được giới thiệu anh Lê Xuân Hùng. Xin chào MC, xin chào bác sĩ, xin chào khán giả. Xin cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến trò chuyện với quý vị khán giả ngày hôm nay. Trước tiên xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự sau đây. Nhân vật đầu tiên trong phóng sự kỳ này là bác Đỗ Thị Trình, 77 tuổi, trú tại khu tập thể Bộ Công an Đống Đa, Hoàng Cầu, Hà Nội. Mắc bệnh viêm đại tràng mãn tính suốt nhiều năm trời, bị bệnh hành hạ tới hao mòn cả sức khỏe. Căn bệnh mà mỗi lần nghĩ tới, bác vẫn còn bàng hoàng. Bác là Đỗ Thị Chính, ở phi 10 tập thể Bộ Công an, Hoàng Cầu A, phường Vũ Trường Dừa, Đống Đa, thành phố Hà Nội. Trước 2017 thì đầu tiên là bác bị táo ấy. Nó táo lắm mà kiểu đi như phân dê ấy. Bác để ý xem nào thì kiểu đi xong bác nhìn thấy là nó có cái như mũi, nó bám vào cái phân đấy. 2-3 hôm đi một lần. Thỉnh thoảng tiêu chảy nếu mà ăn cái gì lạ. Năm 2017, lúc đấy là đang trông bác trai ở bệnh viện Việt Xô. Thế thì hôm đấy về nhà thì mấy đứa con nó nấu canh cá hồi. Thế còn dài bảo ngon lắm, nấu chua rất ngon, mày ăn miếng thế nào. Thế nó cắt một miếng được khoảng 2 đứa con tay. Thế bảo nào thì ăn. Xong được khoảng 30 phút. Thế là bác gây cổ lắm. Sau đó là bác đi ngoài nó lỏng lắm. Và nói xin lỗi các cháu là nó có một cái mùi nó khác ạ. Nó không phải là mùi bình thường, mùi phân ấy, tức là không đi lên nhà nổi, cứ bằng đặt cái ghế ngồi cạnh đấy. Cái đợt cấp ấy là bác yếu lắm ấy, nó dạt người đi và nó mệt. Thưa bác sĩ Chí Bình, tại sao bệnh nhân bị viêm đại tràng mãn tính lại thường có nguy cơ mắc ung thư đại tràng ạ? Theo tổ chức ung thư toàn cầu ấy, Globocan thì ước tính năm 2018 thì nước ta có 14.000 người mắc ung thư đại tràng. Và có một nửa trong số đó, tức là khoảng 7.000 trường hợp tử vong vì bệnh này. Theo thống kê năm 2015 ấy, thì khoảng 20% những người mắc viêm đại tràng mãn tính có thể chuyển biến chứng sang ung thư. Việc viêm đại tràng tái đi tái lại nếu không được xử lý dứt điểm thì ngày càng lan rộng và ăn sâu vào cái niêm mạc của đại tràng. Và các tế bào biểu mô ở cái niêm mạc này thì có nguy cơ bị loạn sản và chuyển thành ác tính. Từ đó các tế bào ung thư phát triển. Chính vì vậy mà người bệnh không thể chủ quan. Vâng, để mà có thể điều trị kịp thời hiệu quả thì bệnh nhân sẽ luôn cần nhận biết được những cái dấu hiệu mắc bệnh. Vậy thì với viêm đại tràng mãn tính, những cái dấu hiệu đó là gì thưa bác sĩ? Viêm đại tràng mãn thì cái dấu hiệu đầu tiên là bệnh nhân thấy đau. Đau ở đây là đau ở cái vùng đại tràng. Thế vùng đại tràng thế nào xác định? Thường có những người đau ở hố chậu trái là nhiều hơn, nhưng cũng có những người đau hố chậu phải, thậm chí là đại tràng ngang, là đại tràng chúng ta là hình chữ U mà lộn ngược. Thế cho nên nó đau dọc theo khung đại tràng. Cái triệu chứng thứ hai là rối loạn về tiêu hóa. Thứ nhất là có thể táo bón, có thể đi lỏng, thậm chí ăn xong là đi ngay. Và thường ý, tính chất của phân ý, là nó không thành khuôn. Và cái thứ hai là phân ý, là có thể là có máu hoặc là có thể có mũi. Ngoài hai cái dấu hiệu là đau bụng và cái rối loạn về đại tiện ý, thì biểu hiện bên ngoài của bệnh nhân mà viêm đại tràng ấy rất dễ nhận ra. Bản thân cái người đấy là da không bao giờ được tươi nhuận,
da thường là xanh mai mái, cái tinh thần ấy không bao giờ được phấn chấn. Bản thân lúc nào đi đâu cũng thiếu tự tin và lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi. Khi có cái triệu chứng này thì bạn phải nghĩ ngay đến viêm đại tràng, đi thăm khám tại cơ sở y tế. Những cái triệu chứng bác sĩ vừa nhắc đến như là đau bụng, tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, trướng hơi cũng giống với triệu chứng của một cái bệnh lý mà rất nhiều người mắc phải, đó chính là hội chứng ruột kích thích, hay được còn được gọi là đại tràng co thắt. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể phân biệt được hai bệnh lý này ạ? Hội chứng ruột kích thích thì là một cái hiện tượng ruột bị rối loạn chức năng và quá trình tái đi tái lại nhiều lần. Nhiều khi người bệnh đi thăm khám cũng không thấy tổn thương gì cả. Cái hội chứng ruột kích thích ý, thì cũng có những cái biểu hiện như đau bụng, đầy bụng, trướng hơi, rối loạn tiêu hóa, rồi cảm giác đi ngoài chưa hết phân, đi nhiều lần. Và còn đặc biệt là phân biệt với viêm đại tràng mãn tính là đi ngoài phân không bao giờ có máu. Để giúp mà phân biệt hai căn bệnh này là viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích ý, thì bệnh nhân cần đi thăm khám và được nội soi tại bệnh viện. Vậy bác sĩ có thể tư vấn cái giải pháp điều trị hiệu quả đối với cả hai bệnh lý viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích ạ? Nguyên nhân chính của cái bệnh lý viêm đại tràng mãn tính chủ yếu là do vấn nạn về thực phẩm, về ngộ độc thực phẩm, rồi thực phẩm có nhiều cái chất ôi thiêu, thực phẩm có nhiều chất bảo quản, rồi cái thói quen ăn uống mà nhậu nhiều, rồi dùng nhiều cái rượu bia và các chất có ga. Điều này sẽ dẫn tới mất cân bằng cái vi khuẩn trí trong đường ruột. Vì thế bổ sung lợi khuẩn là một việc cấp thiết để tránh tình trạng mà tái phát căn bệnh viêm đại tràng mãn. Riêng hội chứng ruột kích thích ý, thì nguyên nhân chính là căng thẳng, stress lâu ngày dẫn tới co bóp ruột không kiểm soát được và hình thành nên bệnh hội chứng ruột kích thích. Để khắc phục được cái tình trạng tái phát liên tục các cái triệu chứng của bệnh thì khoa học đã chứng minh thế mạnh của đông y an toàn hơn, có thể dùng dài ngày mà không lo tác dụng phụ. Điển hình phải kể đến các cái thảo dược sau đây. Thứ nhất là bạch chuột. Bạch chuột có tác dụng bổ tỳ, kiện vị và chỉ tả, bổ huyết nữa. Khi mà bị tiêu chảy thì bạch chuột lại làm cho giảm đau đi, giảm cái nhu động đi, không tăng nhu động. Khi bệnh nhân bị táo bón thì bạch chuột lại tác dụng nhuận tràng rất hiệu quả. Tác dụng điều tiết hai chiều đó thì rất có ý nghĩa điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích. Hạt tỳ là chứa hàm lượng chất xơ rất là lớn. Chất xơ này thì giúp cân bằng, trao đổi chất, hỗ trợ tiêu hóa và làm sạch chuột, giảm cái tình trạng táo bón. Lá bạc hà nó có tác dụng là giãn cái cơ trơn, chống co thắt cơ trơn và giảm đau. Gừng thì có tác dụng là kháng viêm rất mạnh, chúng ta biết rồi, ôn ấm và giảm viêm loét, ngăn ngừa ung thư đại tràng. Một cái thảo dược nữa phải kể đến là cây du đỏ, có nhiều cái chất nhầy bảo vệ cái màng, cái tế bào cơ thể ở cái đường ruột và làm dịu cái cơn đau trong các cái bệnh của đường tiêu hóa nói chung. Lô hội. Lô hội có tác dụng thanh nhiệt, mát gan. Lô hội làm nhanh lành các cái vết loét trong đường tiêu hóa, phục hồi nhanh các niêm mạc bị tổn thương. Lá bài hương cũng là một cái thảo dược đáng kể, có tác dụng chống co thắt cơ trơn, giảm đau của cái đại tràng co thắt và giảm cái đầy hơi, chướng bụng và chống viêm trong đại tràng mãn tính. Hoàng liên có thành phần chính là berberine mà chúng ta biết là một kháng sinh thảo mộc rất mạnh mẽ. Hay dùng quả đu đủ thì giúp cho tiêu hóa nhanh hơn. Sử dụng phối hợp các cái vị thảo dược mà tôi vừa nêu trên ấy, thì sẽ mang lại hiệu quả điều trị tốt nhất. Tác dụng tuy chậm hơn so với thuốc Tây nhưng mà an toàn và bền vững hơn rất nhiều. Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này ấy, là nằm ở cái chỗ là sự bất tiện về cách sử dụng, bởi người bệnh thì phải sắc uống. Thế thì chúng ta cũng không biết được chính xác liều lượng, hàm lượng của từng cái vị thuốc này, quân thần tá sứ ra làm sao. Và xuất xứ của các thảo dược này, rồi cái bảo quản của thảo dược này chúng ta cũng không kiểm soát được. Cho nên là cái xu hướng hiện nay ấy là hiện đại hóa y học cổ truyền trong điều trị. Vâng, bác sĩ Chí Bình có thể nói rõ hơn về việc hiện đại hóa y học cổ truyền trong việc điều trị viêm đại tràng mãn tính cũng như là hội chứng ruột kích thích được không ạ? Y học hiện đại ngày nay thì phát triển cho phép chúng ta dùng công nghệ tiên tiến chiết tách được các hoạt chất trong thảo dược ở mức cao nhất, đặc biệt loại bỏ được các cái tạp chất, rồi công nghệ sản xuất dưới dạng viên uống rất là tiện lợi. Đặc biệt nghiên cứu của các nhà khoa học thế giới đã chỉ ra rằng các thảo dược tác dụng tốt hơn khi kết hợp cùng với lợi khuẩn và 5-HTP. Trong đường tiêu hóa chúng ta có hai loại lợi khuẩn chủ yếu rất cần thiết, đó là Bifidobacterium và Lactobacillus, dùng để điều trị nguyên nhân của viêm đại tràng mãn tính. Lợi khuẩn giúp cân bằng hệ thống vi khuẩn trí đường ruột, tác động với căn nguyên của gây bệnh viêm đại tràng mãn. Đặc biệt lợi khuẩn khư trú
hệ nhúng bao thành ruột tiết dịch nhầy bám lên toàn bộ thành ruột non và đại tràng, tạo lên một cái lá chắn kép để bảo vệ niêm mạc ruột non và đại tràng. 5-HTP thì chiết xuất từ loại một cây họ đậu ở châu Phi thì có tác dụng là giảm căng thẳng hệ thống thần kinh trung ương, giảm stress, điều trị nguyên nhân đại tràng co thắt và hội chứng ruột kích thích. Xin cảm ơn bác sĩ với những tư vấn vừa rồi, và tiếp theo xin mời cả hai vị khách mời cũng như quý vị khán giả sẽ theo dõi một tình huống ngay sau đây. Chào đấy. Mừng vợ trở về. Hay quá. Đấy, nhiều chưa? Đấy, trong này là bao nhiêu là quà của anh đấy. Đấy, toàn quà đấy. Đợi anh tí đã nhá. Ôi trời. Ôi trời. Này anh làm sao đấy? Làm sao mà lại lúc nào cứ ôm bụng nó chạy vào trong đấy là mặt mũi nhăn nhó thì đau à? Nhanh lên ra thì em xem nào. Đau kiểu gì? Chắc ăn uống lung tung đúng không? Đang đau mà cứ dục toáy lên. Khó chịu thật ấy. Ôi trời. Làm sao? Ôi trời, đi làm về thì giản tiện thì cứ làm luôn cái hộp cơm. Thế là ăn mấy bữa rồi. Nhưng mà không hiểu tại sao anh cứ ăn cái đồ ăn ngoài về là tự nhiên cứ thấy nó đau âm ỉ ở trong bụng, khó chịu mà một ngày đi mấy lần. Đấy, không thể chịu nổi. Chết vì cái tội lười cơ. Em đã chuẩn bị đồ ăn rồi. Mà anh có biết không? Cái này của anh ấy là anh mà cứ đau nhiều như thế này á, rồi dễ dẫn đến cái bệnh mà như là kiểu bị đại tràng đấy. Mà đại tràng rất là nguy hiểm. Khi mà mình bị đại tràng rồi, mình mà giữ không cẩn thận rồi chắc chắn là nó tiến tới là bị ung thư đại tràng. Anh có biết không? Buổi sáng hôm nay anh đi khám. Đúng. Bác sĩ cũng chuẩn đoán, nói là anh bị cái bệnh viêm đại tràng. Đây này, may cho anh như này, hôm vừa rồi em có nói chuyện với Kỳ Hà bạn em ấy, hóa ra là chồng nó cũng bị. Đấy, có giải pháp đây. Chồng Hà bị à? Vâng, nó bảo ấy, chồng nó là uống cái giải pháp chứa 6 tỷ lợi khuẩn và các thảo dược như là hạt thì là này, insulin này, bạc hà, bài hương, bạch chuột. Đấy, chồng nó dùng đều đặn một thời gian là bụng ngon ngay, không có đầy bụng này, trướng hơi, đau bụng hay là đi ngoài nhiều lần nữa, mà ăn uống đầy đủ các thứ nhá, chẳng bị làm sao cả. Quá tuyệt vời rồi. Vâng, anh Hồng thân mến, Mai Tân được biết là anh cũng đã mắc viêm đại tràng mãn tính nhiều năm rồi. Anh có thể chia sẻ câu chuyện đó với quý vị khán giả. Tôi ấy là bị cái bệnh này gần 20 năm rồi. Cái triệu chứng là đau bụng ấy, là nó đầy bụng, trướng bụng. Và lúc nào ăn nó đau âm ỉ. Có khi là nó quặn lên, nó thành cục to bằng cái chén. Mà những lúc nó đi vệ sinh ngày nào cũng 4-5 lần. Mà ăn cái của gì mà nó lạ ấy thì phải đi 7-8 lần, mà mệt mỏi lắm. Nói chung là nó không phải đi như kiểu tiêu chảy mà nó cứ sòn sòn ấy. Nhiều khi đi đến nhà bạn bè ấy, nó rất là ngại. Mà nhìn cái nhà vệ sinh đầu tiên ấy, nó ngại ghê lắm ơi. Mà tôi cũng đi khám bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện 108 này. Thì tất cả các bác sĩ là bảo là bị viêm đại tràng mãn tính, cho đơn thuốc về để tôi điều trị, mà nó chỉ được một thời gian thôi thì lại đâu đóng đấy, nó không được khỏi hẳn. Đã thế tôi lại kiêng khem rất là khổ cực, không dám ăn uống một cái gì cả. Sẽ có thể phân tích rõ hơn về cái tính năng ưu việt của cái giải pháp này ạ? Sản phẩm Bodybio kết hợp được thứ nhất là 6 tỷ lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh của đường ruột. Bodybio giúp khắc phục nguyên nhân của viêm đại tràng mãn tính. 5-HTP để giảm căng thẳng stress cho bệnh nhân, từ đó giảm cái co thắt của đại tràng. Bodybio khắc phục hiệu quả nguyên nhân của hội chứng ruột kích thích. Khi kết hợp 6 tỷ lợi khuẩn, 5-HTP cùng với các thảo dược như lá bạc hà, gừng, inulin, tăng chất xơ, cây du đỏ, lô hội, lá bài hương, bạch chuột, hoàng liên, đu đủ, lacinin trong một sản phẩm Bodybio thì sẽ giúp cho người bệnh giảm tất cả những cái triệu chứng về đau bụng này, đầy bụng này, trướng hơi này và tiêu chảy hoặc táo bón. Đặc biệt tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, phục hồi niêm mạc đại tràng bị tổn thương, ổn định nhu động của đại tràng lại và giúp bệnh nhân ăn uống thoải mái hơn và không phải lo bệnh tái phát. Ngoài ra công nghệ mà bào chế Bodybio thì lại siêu nano thì giúp cho tăng hiệu quả của các thảo dược mà chúng ta nêu trên, tăng hấp thu và ổn định của sản phẩm. Đặc biệt Bodybio được sản xuất bởi công ty dược phẩm G&E International của Mỹ, đạt tiêu chuẩn GMP của FDA
Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới. Những cơn đau bụng liên miên, những ngày đi ngoài liên tục đến mức phải kê ghế ngồi ngay cạnh nhà vệ sinh đã thực sự trở thành quá khứ đối với bác Trình khi bác biết tới và sử dụng một giải pháp vô cùng hiệu quả. Cái đơn của cái Bodybio này này, thì bác uống được 2 lọ bác đỡ hẳn. Nó đỡ nghĩa là bác không đi nữa, là 1, không có đau bụng nữa, là 2, 3 nữa là ngay xong được khoảng 2 ngày sau ấy, thì bác đi phân nó thành khuôn. Nó thành khuôn, nó không đi như trước nữa. Sau đó dần 1-3 ngày thì bác đi bình thường, không đau bụng nữa. Thế bác cứ tiếp tục uống Bodybio. Tên này là nó rất là tốt. Không đi có khi mỗi ngày 1 lần, chả đau đớn chả gì. Thì nói chung bác rất là phấn khởi. Bác uống Bodybio từ năm 17 cho đến nay ấy, thì bệnh nó cũng đã đỡ trông thấy. Và đến hiện giờ là không được gì nữa. Ăn cá, ăn tôm và ăn các cái chất mà trước kia phải kiêng tanh trước cũng không có gì. Cho nên bác cứ thế là bác uống Bodybio duy trì. Với công thức gồm 6 tỷ lợi khuẩn, 5 HTP cùng các thảo dược, Bodybio giúp hỗ trợ điều trị viêm đại tràng mãn tính và hội chứng ruột kích thích. Bodybio giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, giảm nhách đau bụng, đầy bụng, rối loạn tiêu hóa. Bodybio được sản xuất bởi công ty dược phẩm J&E International đạt chuẩn GMP của FDA Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Bodybio, sản phẩm của Mỹ. Xin được cảm ơn những lời tư vấn, lời khuyên của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Chí Bình cũng như là anh Lê Xuân Hùng đã dành cho quý vị khán giả ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong các chương trình Cơ thể bạn nói gì số tiếp theo để chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với những kiến thức hữu ích liên quan đến các vấn đề sức khỏe thường gặp. Còn bây giờ, thân ái chào tạm biệt quý vị.